Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Phương Xe Tải Hyundai. Hiện tại trước mặt mình đây, mình đang quay cho các bạn xem chiếc Hyundai Boxster 150 thùng kính inox. Xe được nhập khẩu 3 cục từ Hàn Quốc về Việt Nam và được nhà máy Hyundai thành công lắp ráp lại. Xe có tải trọng tới 1,5 tấn và tổng tải trọng tới 3,5 tấn. Hiện tại chiếc xe này là dòng xe tải nhẹ máy dầu. Về quy cách thùng, thùng có chiều dài tới 3,2 m, ngang 1,4 m, 1,6 m 40 và cao tới 1,7 m 50. Thùng về vách ngoài được sử dụng là vách ngoài inox 430 dập sóng. Có dạng cánh hông như dạng xe container nha các bạn. Về phía bên trong thùng được sử dụng vách trong là tôn le kẽm, tôn lạnh, sàn dập sóng 430. Và phía đầu thùng được sử dụng là máng để có thể thoát nước được. Càng hông của phía hai bên thùng sử dụng là càng sắt được sơn màu. Hiện tại chiếc xe này có kích thước lốp bánh trước lớn hơn bánh sau. Xẹp 70R15, còn về phía bánh sau là 145R13. Về phía đuôi xe được sử dụng hai bánh spoiler, bánh trước và bánh sau. Và xe này là sử dụng cầu đai mốt. Về phần động cơ xe được sử dụng động cơ D4CB, có công suất mã lực tới 130 mã lực. Và sử dụng là ga điện và sử dụng hộp số 6 cấp, 6 số tiến và 1 số lùi. Máy có dung tích xi lanh là 2.5. Máy lạnh đồng bộ theo xe luôn nha mấy bạn. Và sử dụng 3 ghế. Và mình sẽ quay sơ qua máy móc cho các bạn xem luôn. Động cơ xe Hyundai Boxster 150 này được thiết kế ở phía dưới ghế của ghế phụ nha các bạn. Và rồi mình đã quay cho các bạn xem về thùng, quy cách thùng và động cơ rồi. Và xe bên mình là được sử dụng hai màu chủ đạo là màu xanh và màu trắng. Và còn có một điều đặc biệt nữa, bên mình có hỗ trợ vay ngân hàng cho các anh chị khi mua xe. Rồi mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.